Nên vật liệu chế biến phải siêu tươi, siêu ngon, siêu đặc biệt. Thank you.
Tiếp Tân, Tiếp Tân, có con chó nó vô phòng tôi đó. Dạ thưa cô, con tới liền. Không, ông phải xòe cái bàn tay đúng như vậy nè đó. Trúc Chi, ráng chờ chút nha, mệt quá. Không hả? Dạ chắc, con đã kiểm kỹ rồi ạ. Màu làm da tái. Bình hả? Nè anh Bình, báo nhà bếp là bữa nay tôi muốn ăn sầu riêng nha. Lấy từng muối cho vô hộp, bao kính ni lông mới cho vô tủ lạnh nha. Dạ. Phải cho người đi mua ngay đi nghe. Dạ dạ dạ. Mình ra ngoài đi em. Tự nhiên em thèm ăn cháo thập cẩm quá à. Em muốn gì anh cũng chiều. Đi. Bữa nào muốn chờ lâu muốn chết. Tất cả chuẩn bị. Đi. Nghiêm. Động tác khởi động. Hương Hoàng. Đồ nổi quá trời quá đất à. Làm ơn nhanh chân giùm đi. Bữa nào cũng đẻ con. Đi trễ không mà bà vậy. Trời ơi, mới sáng sớm mà đổ chét ra. Ý bầu thì đi động nào cũng dễ trơn. Ha ha.
câu. Ồ, cái gì nữa? Cái gì nữa đây? Cái gì vậy chị? Lộn rồi. Chiên môn sao vậy? Chiên môn quá. Dạ, các anh cứ làm y như vậy ha. Dạ, bên kia đặt một bàn. Ờ. Dạ, rồi bên đó nữa anh. Ờ. Dạ. Alo. Nhà hàng hả? Mình không ăn xoài nha. Bạn xí xọt quá. Mỏng mỏng ọt. Ăn mận ốt. Đập cái bàn lại. Dạ, thật lại. Kim Vũ Dương. Nói đi. Lại đổi nữa. Làm sao kịp bây giờ? Thôi thôi được rồi, được rồi. Để ráng hết sức coi làm sao. Lỗi chị, tôi có điện thoại nha. Đang tập dưỡng sinh giữa rừng nguyên sinh nè. Mấy bộ đồ em thiết kế cho chị ai cũng khen đẹp hết á. Em đi du lịch vui không? Có tính đi nước nào nữa không? Đi hoài cũng ngán, thành ra ở nhà luôn rồi nè. Hai năm nay ăn ở không đi tới đi lui hoài, khó chịu ghê vậy đó. Công việc giao cho tụi nhỏ hết trơn rồi, giờ muốn làm lại mà tụi nó chưa cho. Ở dưới chỗ chị có gì hay không? Chắc em lên trên đó chơi vài hôm quá. Nghe mọi người quảng cáo cũng thích lắm. Vậy hả? Vậy Hưng ra đây luôn đi. Ở đây vui lắm, không có ai biết buồn hết á. Thở mệt quá rồi, sắp hết nổi rồi chị ơi. Thở. Thôi tôi về trước à. Sao mấy chị không tập hả? Ai tập tiếp ha. Hít thở kiểu này hoài chắc tôi xin nghỉ việc quá chị. Mời chị vô nhà cười tự xử đi, mau lấy lại tinh thần nghe. Các cậu đây thiệt là tệ. Có tiêu chuẩn đi ăn dưỡng, tắm bụng, tắm quán, massage. Sau khi tập dưỡng sinh, sao không chịu hưởng? Xuống đây chi mà xuống hoài. Tập hoài mà nó không quen mấy thứ đó sư phụ ơi. Nhọc muốn chết nè. Tôi quen sống bình dân bèo bèo rồi, giờ bị nhét vô chỗ dưỡng già này thở không nổi. Mai mà gặp sư phụ ơi, tôi mới ra tôi học chơi kiển chứ không thôi chắc tôi trốn mất tiêu rồi. Vậy sao cái hồi bà khán giả giàu có gì đó tặng ông cái vé dưỡng già 3 năm ở đây, ông không từ chối để người ta tặng hay bán cho người khác? Vô đây như ông thiệt uổng tiền. Nói tôi có biết gì đâu, tự nhiên đùng một cái có chiếc xe hơi đẹp ba phát quẹo vô cửa chuột của tôi á hả. Nói tôi thấy từ đầu hẻm rồi á chứ. Ừ, nhưng mà tôi đâu có tin là họ đi kiếm tôi đâu. Ừ,
Đó, rồi đùng một cái. Gì vậy? Gì vậy? Cái chiếc xe hơi đó chở tôi vô biệt thự lớn. Cái con bà già bà bước ra, bà nói bà ái mộ tôi. Đã nghe, đã nghe. Phải chị Hồ Trẻ, tôi cũng làm hề ảo thuật như ông. Biết đâu có một bà này nói ái mộ tôi, cho tôi cái vé đi an dưỡng cho nó sướng. Hưởng sai người chết mà ham nổi gì. Sau này tôi mới biết, không phải bà ái mộ tôi tới nổi bà đem cả đống tiền ra để tặng tôi 3 năm an dưỡng ở trong này đâu. Chẳng qua là bà có 3 thằng con, mỗi thằng một xì tin. Nó a vua theo bạn bè, tặng bà 1 năm. Ai về bà bị ung thư sắp chết. Mà ghé để mua rồi miễn trả lời cái gì. Vậy mới nói tội nghiệp bà. Nè, phải chi mà bà có 8-9 đứa con nghe, làm sướng tới già nghe. Ánh nắng ban mai nhảy nhót quanh giường gọi nàng thức giấc. Những áng mây hồng bềnh bồng trôi dù nàng theo chúng đi chu du khắp 4 phương trời. Chim chóc trao lượn quanh khu tháp, chốc chốc chúng xà xuống bên cửa sổ hót réo von. Công chúa cất tiếng hát theo lũ chim, tiếng làng du dương hòa theo tiếng véo von của bầy chim. Phù hòa nghe êm ái dịu dàng đến nỗi những cơn gió phải dừng chân. Con Hân nói chơi hay là nói thiệt? Mà lỡ nó xuống, mình phải làm sao đây? Vô đi. Thưa cô, tụi con dọn phòng bây giờ được chứ ạ? Được, tụi con dọn đi. Cô ra ăn sáng đây. Dạ. Cái này đẹp không cô? Mẹ đẹp không con? Mẹ cô sửa soạn lại. Đúa, đẹp chưa? Đi chơi con. Mẹ con mình đi chơi nha con. Sao không? Có sao không hả bà? Sao? Cái banh này đập vô không biết có sao không chết nữa. Nó có đau không? Banh đập vậy có sao không? Không sao đâu. Nó chỉ hốt hoảng thôi. Bà không sao thế này là may rồi. Đúng rồi. Nó mà trúng bà còn mệt nữa. Cái banh đập mạnh vậy sao chịu không nổi. Bà yên tâm đi. Nó còn vẫy đuôi như thế này là nó còn khỏe đấy. Được đâu. Tôi đem đi bác sĩ thôi. Ôi, đi bác sĩ là cái gì? Thông thường là chó với mày. Ơ, này. Này. Em ơi. Rồi sao nữa? Tôi gì ơi? Không được đâu. Tôi đi khám thôi. Không bỏ qua được. Lỡ Mario tôi có chuyện gì mình sao? Ồ, tôi đi khám còn rồi. Rồi ráng con, ráng nó con. Ôi, tội nghiệp. Ôi, này, em sao vậy? Sao lại giận anh nữa hả? Kìa, em ơi, này. Thưa cô, chắc không sao đâu cô. Bác sĩ khám kỹ giùm. Tôi chỉ có nó làm bạn thôi. Nó có bề gì tôi khổ dữ lắm. Tôi hỏi trái banh lớn vậy nè, bay vô mình có chịu nổi không? Muốn gì mà đi vô của tôi. Cô cứ yên tâm, sáng nay cháu sẽ liên hệ với bác sĩ thú y tới khám cho con chó. Dạ không,
con Mariwell. Ừ, yeah. Vậy mới phải chứ. À, trong khi chờ đợi, bác sĩ làm ơn băng cố định cái đầu con chó giùm tôi à. Dạ, sao phải băng ạ? À? Tôi cũng không biết nữa. Mà làm vậy cái tôi thấy yên lòng hơn. Cái món này bỏ trái ớt ra đi, trang trí củ cải đỏ mới đẹp. Dạ. Chết rồi, bà Hoàng phòng 36 không có ăn đậu phộng. Làm lại việc khác nhanh lên. Dạ. Sao ngồi trơ góc như vậy? Dạ. Đem đi. Ờ, trang trí như vậy mới đẹp đó. Dạ thưa chú, để cháu mang giúp cho. À, thôi thôi để tôi tự làm được rồi. Dạ thưa chú, chú thích dùng điểm tâm ở đâu để cháu mang tới cho. Con đừng có bỏ ăn. Vậy mà bác sĩ không có làm sao. Dạ chào chú. Mời chú lên ngựa, cháu sẽ đưa chú xuống giường kiển. Thôi khỏi đi, ở gần đây mà, tôi đi bộ được đâu. Từ đây đến đó còn khá xa, chú đi bộ trễ giờ ăn không tốt cho sức khỏe. Có khi chú tới nơi chú kiển đã ăn sáng rồi thì mất vui. Thôi được rồi, lên lên. Cẩn thận nha chú. Chú. Dạ thưa chú, ông Kiển không có ở đây. Vậy mình có về nhà ăn không chú? Không, tôi đợi ổng. Bây giờ thả tôi xuống ngựa đi. Dạ. Nhiều người quái. Em đã cho mọi người đi tìm khắp nơi mà không thấy, còn điện thoại thì ngoài dùng phủ sóng. Tăng người đi tìm thêm đi. Dạ. Nếu họ đi quanh quẩn ở đây thì phải nghe loa thông báo chứ. Còn bây giờ tôi khóc, ông không biết tôi khóc vì sao à? Sao lại gọi anh bằng ông? Thiệt tình là anh không biết. Có gì thì em cứ nói ra đi nào. Ông vì con chó đó bỏ quên tôi. Ông bắt đầu biết thương con chó đó từ khi nào vậy? Em ơi, sao em lại nói vậy? Chỉ có em là nhất ở trên đời này. Mèo chó thì quan trọng gì? Ai thèm nói con chó? Người ta nói là nói bà chủ của nó. Có điều gì đâu mà em giận thế. Anh chỉ... Anh thề đi.
anh phải thề là không được quan tâm đến bất kỳ ai hết đó. Anh thề, anh đã thề nhiều lần rồi mà em chưa tin sao? Thôi thôi thôi, anh xin thề, cả đời anh chỉ yêu có một mình em thôi, không hề quan tâm đến bất kỳ ai khác. Chịu chưa? Thôi, để anh đọc tiếp em nghe nhé. Này này, chim nó đang nhìn chúng ta kìa. Hai người đi sâu vào trong rừng, con suối róc rách chảy sau lưng họ, chim hót líu lo trên trời, hương hoa tỏa mùi thơm ngào ngạt, công chúa ngây ngất. Nhìn cảnh vật đắm say, nàng cất tiếng hát, muôn thú ngừng nhảy nhót, cả khu rừng im lặng lắng nghe. Chàng kỵ mã phi ngựa giữa rừng sững sốt dừng chân. Ôi hương hoa thơm kia ơi, cho ta gửi nụ hồng đắm say. Suối róc rách chảy mãi, chảy mãi, róc rách chảy mãi. Nếu em là công chúa ngủ trong rừng thì anh sẽ là hoàng tử đánh thức em dậy. Kinh hoàng quái dị. Sao Hân hả? Chị đang ăn sáng đây, nhiều món lắm, chế biến cầu kỳ, ít dầu mỡ, ngon miệng lắm nha. Như món ngũ long công chúa nè, được chế biến từ 5 loại rau, 5 màu khác nhau, chua chua, ngọt ngọt. Sao em quyết định lên đây chơi hả? Chừng nào em đi? Nay mai gì à? Dạ, mời bà dùng. Hả? Tôi đã nói là mặn ngốt mà. Sao vậy? Chảo, mộng. Dạ, nhà bếp chuẩn bị không kịp, mong bà thông cảm. Ta đã báo từ sáng sớm nữa, sao mình chậm vậy? Ở đây lâu quá, thì nhớ mấy đứa cháu. Dạ, xin lỗi cô. Để có miếng xoài ngon hôm nay, chúng tôi phải lên tới tận chợ Bến Thành. Xoài cát hôm nay rất ngon, mời cô ăn thử. Dạ. Cô thấy được không ạ? Ngon. Dạ, cảm ơn cô. Mời cô dùng tự nhiên. Xin lỗi, có phải chị là người cuối cùng nhìn thấy vợ chồng ông Tulinu và bà Thúy Thúy phải không ạ? Đúng rồi. Lúc đó hai vợ chồng ngâm chân, còn cái bà đàn ông đánh banh nè. Ông quất một cái banh Maruo tôi mới băng bó vậy nè. Vậy là không tìm thấy họ rồi. Báo ứng, báo ứng. Ngày xưa báo ứng thì lâu, ngày nay báo ứng nhãn tiền. Báo ngay. Chị nói gì ạ? À? Nè, chị Lam à, vợ chồng Tulana hả? Ôi trời ơi, tôi thấy hai vợ chồng cứ đi lang thang suốt à. Họ nói chuyện cứ y như là tiểu thuyết thế kỷ thứ 19 vậy đó. Không biết là có bị tâm thần dạng nhẹ không ha? Cũng thật lắm. Còn cả bà Rumbo nữa, to đùng như ri đi, khỏe như voi, có chí mua mà lo. Xin các chị đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Hồi nãy tôi thấy vợ chồng họ đi về hướng này nè, mà hình như hai vợ chồng đang giận nhau thì phải. Đúng rồi đó, tôi cũng thấy hình như họ đi hướng này thì phải. Chị Lam.
Chị Lan. Tôi có điều rất khó xử. Tôi có người bạn thân vừa thông báo sẽ lên đây thăm tôi nay mai gì thôi. Hay quá. Xin lỗi, là bạn trai phải không ạ? Không phải, không phải. Là bạn gái. Một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng đó. Vậy sao chị lại khó xử nè? Vì tôi đã kể những cái chuyện thật là tuyệt vời ở đây, như phong cảnh nè, nguồn nước khoáng nè, thái độ phục vụ, chất lượng bữa ăn rất là ngon. Mà tôi chưa kịp đối điệu, chưa hấp dẫn như tinh thần, tình cảm của những người khách du lịch sống ở đây. Cho nên tôi sợ cô ấy lên đây sẽ chứng kiến những cái điều như sáng nay mình tập thể dục đó. Cô ấy sẽ nghĩ tôi quảng cáo. Em cũng rất buồn về điều này. Em hứa với chị là em sẽ hết sức cố gắng khắc phục những điều thiếu sót. Em cũng rất là cảm kích khi chị nghĩ tốt và giới thiệu về nơi này với bạn bè. Khi bạn chị lên, chị báo gấp cho em biết. Em sẽ tìm cách thu xếp để chị không phải xấu hổ về lời quảng cáo của mình đâu. Bây giờ em có chuyện gấp lắm, em phải đi nghe. Cảm ơn nha, cảm ơn chị nha, cảm ơn nha. Ở đây em cảm thấy nhớ về Phi Châu quá anh ạ. Hình như có tiếng động. Lạ lắm, anh có nghe không? Có. Anh nghe gió nói với là anh có nghe thấy gió nói gì không? Anh ơi, có gì không ổn? Có khi nào có cọp không anh? Rừng này làm gì có cọp? Anh nhìn này, cái lùm cây nó nhúc nhích, đúng là có cọp rồi. Dạ em nghe anh Bình ơi. Dạ tụi em rõ rồi. Anh Bình nói bây giờ nhóm của mấy ảnh đã đi về hướng Tây Bắc rồi. Vậy là chúng ta phải đi về hướng Tây Nam. Không phải con. Em đừng sợ. Ai ở trong đó? Ra ngay! Ra ngay! Không tôi đập bây giờ! Đừng đập! Tôi! Quen! Cũng tại mình hết à. Tự nhiên ca ngợi khu này quá chừng. Giờ nó đổ xuống chơi. Cười mình chết. Rồi nó sẽ nghĩ mình xạo. Mà cũng bực mình mấy người già trong cái diện này nè. Lề mề chậm chạp, không có hòa đồng với nhau, không có vui vẻ với nhau chút nào hết. Hay là muối mặt thú thiệt với nó cũng được, xấu hổ lắm. Hay là mình nói có việc đột xuất phải đi nè. Hay là rủ nó tới khu du lịch mới. Ý, phải đó, có lý à. Hình như hồi sáng có tờ báo quảng cáo có khu du lịch mới. Cây này không phải. Cây này đúng là cây này rồi. Cũng không phải. Cây này không phải. Hình như là cây này. Này, chị thử nhớ lại coi lúc đấy chị đứng ở đâu mà điện thoại reo có sóng ấy. Trời, tôi không nhớ nữa. Cây nào cũng giống cây nào. Em có nhớ lúc nãy mình đi đường nào không? Không. Em đi đại à? Em tưởng anh nhớ. Trời ơi, tại sao tôi ngu vậy? Tại sao tôi lại đi theo hai người chứ? Ừ.
Thì ra chị rình chúng tôi à? Chị, chị, chị thấy bất lịch sự. Cái gì bất lịch sự? Tại cái bà Mary Wow gì đó, bà ném trái banh của tôi ra xa. Tôi đi tìm, giữa chừng tôi đau bụng, tôi đi tìm chỗ, tình cờ gặp hai người, chứ rình hồi nào. Chị nói thật chứ, giữa rừng sâu nè, chị thề đi. Bắt mới gì tôi phải thề chứ, bỏng tình thôi. Thôi mà em, bây giờ phải tìm được trở về này. Kiếm chỗ nào có sóng để gọi người tới cứu dễ hơn đó. Ừ, đi. Sẽ nói có người rủ ra chơi, hẹn lâu rồi, rủ Hân đi luôn cho vui. Chết, không được rồi. Lỡ sao 4 ngày đi du lịch xong, Hân nó đòi về đây chơi rồi sao? Không ổn rồi. Tìm cách khác, phải tìm cách khác. Alo, ai vậy? Dạ con Bình đây cô. Có tin gì mới không Bình? Dạ thưa cô, đã tìm thấy trái banh của bà Thúy Thúy trên lối vào rừng chừng 1 cây số. Tìm thấy trái banh hả? Hai tay em mỏi như, hai chân em tê dại hết cả rồi nè. Thôi, nghỉ đây một lúc đi em. Thì ráng chút đi. Đi mấy bước lại nghỉ. Biết tới chừng nào. Tôi yếu vậy đó. Chị khỏe thì chị cứ đi đi. Yếu điệu quá cũng chết sớm. Này chị ơi, đi một mình là nguy hiểm lắm đấy. Đừng có thèm cản. Cứ để bà đi coi được mấy bước. Cái gì? Đừng có làm ngang. Thúy Thúy này đã từng lên rừng, xuống biển, xông pha chiến trường lửa đạn, không biết sợ ai. Mình phải làm sao đây? Bà làm sao vậy? Nằm một đống, ghê quá. Này, bà có mệnh hệ gì? Người ta nghi vợ chồng mình đấy. Ừ ha, ghê quá. Kêu bà dậy đi. Dừng lại. Không được, để em. Chị ơi, chị ơi, chị có sao không? Chị có sao không? Tỉnh dậy đi. Trời ơi, chị đừng có chết nha. Ê, xin lỗi nha. Không có ai. Ghê quá. Nè em, giận anh nữa à? Già mà làm như mới lớn, chướng. Chị nói gì? À, con xong rồi. Viện trưởng hả? Liên lạc được rồi hả? Họ đi chung với nhau hả? Dạ dạ. Rồi 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 rồi. Con ngài, con ngài.
liên lạc với họ được rồi, liên lạc được rồi. Tìm được ở đâu vậy? Lạc trong rừng á. Trời mừng quá. Ở rừng. Chắc đói lắm rồi đây. Lấy phần ăn của ba người đó cho dập xe di động hâm nóng nha. Dạ. Rồi thêm một ít sữa, nước cơm tươi. Dạ. Với gì hết con? Trời, có ai còn nhớ ba người này khoái ăn cái món gì không? Họ thích ăn cái sổ. Cái sổ tôi đâu rồi? Không, rau xào. Họ đi hướng nào? Theo như mô tả của ông ấy thì tôi đoán họ đi hướng này nè. Hướng này hả? Ờ. Lên xe. Lên đi. Chắc phải kể thiệt cho Hân nó biết những cái gì không hay ở đây. Rủi mà nó lên liền thì sao? Chắc nó không phàn nàn gì mình đâu. Nhưng mà nó sẽ nghĩ là mình nổ. Không biết bắt đầu sao đây. Thiệt là khó quá. Không lẽ nói mình hổm rài mình có vài điều không được như ý. Nghe kỳ quá. Hay là mình nói Hân là chỗ chị có vài điều chưa được hoàn hảo lắm. Ờ, mà có khi nó hiểu lầm, tưởng là mình không muốn nó lên chơi với mình. Dạ, không được, khó lắm. Đường rồi, anh chị em mình à, dọn đồ xuống. Dạ, đi bộ cô lên, theo hướng này lên, đi cô. Sẽ đến ngay, bác sĩ sẽ truyền nước biển cho em ngay mà. Thương nhiều. Nào, cố gắng lên nào. Thương nhiều. Coi phim ngoài ý muốn. Bộ phận tiếp tân đâu? Cứ gọi bộ phận tiếp tân có nghe không? Liên lạc cho họ 5 phút một lần nghe chưa? Nói với họ là ở nguyên chỗ cũ, đừng có đi đâu hết nghe chưa? Ờ. Nghe rõ trả lời. Như 5 phút là gọi điện cho họ một lần. Rõ chưa? Ôi trời ơi, rõ chưa? Mệt quá. Mọi người ngồi nghỉ một chút đi. Nghỉ chút xíu. Mà cái chuyện gì nghe, tôi thấy ngộ thiệt nha. Cái gì ngộ? Nghỉ không có ngồi đại đi. Hồi đó giờ á, bà Thúy Thúy với bà Tu Lê Na đâu có ưa nhau. Nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng. Sao bữa nay họ lại đi chung vô rừng? Ha, sao kỳ vậy nha. Trời ơi, có khi nào họ hồi nãy chồng đi gọi á, cô có nghe giọng bà Thúy Thúy không? Tôi cũng rõ nữa. Đánh ghen. Có khi nào? Quá. Trời,
ghê quá. Mô Phật, lại trời Phật phù hộ, lại trời Phật phù hộ. Thôi, thôi mà, không có được suy đoán lung tung, đổ nguyên tắc của diễn chúng ta. Trời ơi. Bà làm ơn đừng đi qua đi lại như vậy, chóng mặt quá. Đàn bà gì mà như Rambo cứng nhắc. Xin lỗi đà, bà xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi hơi nhiều rồi đó. Tôi đi đứng nằm ngồi cứng nhắc hay Rambo gì cũng mặc kệ tôi. Còn hai ông bà đó cứ quấn chặt với nhau như vậy nè, suốt ngày nơi công cộng, có ai nói gì không? Đúng là đồ xăm phi châu. Thôi thôi thôi, tôi xin mấy bà, chưa ăn sáng đói lạ cả người mà sao giỏi gây thế. Để dành sức mà hết về nhà. Ông tôi lên đâu ơi? Bà tôi lên nào? Chúng tôi ở đây nào? Có nghe có không nào? Đâu? Có nghe có không? Đây nào? Chúng tôi ở đây nào? Thấy rồi. Thấy rồi. Bye.